Siêu phẩm face serum sắp xuất hiện và bạn có thể đặt hàng sớm. Mọi người mà đang bị mụn thì nên có một cái loại serum để mình có thể trị mụn, để làm sao để trị được cái mụn, để làm mụn cho của mình nhanh khỏi nhất và làm sao để có thể ngăn ngừa được mụn. Thì Tâm giới thiệu với mọi người sản phẩm face serum này. Sản phẩm face serum này thì có tác dụng trong việc là ngăn ngừa mụn mới lên này và làm cho da của mình sẽ khô được cái mụn nhanh hơn, giảm cái sưng của cái mụn, thì mụn nó sẽ đỡ đau và đỡ bị lên các cái nốt nốt mủ ấy. Đấy, thì với cái thành phần là lô hội sẽ giúp cho da của mình sẽ giảm được cái mụn mới lên và sẽ ngăn ngừa những cái mụn nó bị sưng tấy đỏ. Và với cái thành phần nữa, đấy là thành phần về nhân sâm thì sẽ giúp cho làn da của mình được giảm các cái sẹo thâm ở trên mặt của mình đi. Và thành phần về collagen thì sẽ bổ sung để cung cấp cái tinh chất collagen làm cho làn da của mình tăng cái khả năng đàn hồi chống lại cái lão hóa. Và một số chị em thì chia sẻ với Tâm rằng là chị em mình bây giờ đang không sử dụng một cái loại dưỡng da nào cả, thì Tâm thấy là da của bạn ý khá là khỏe, bởi vì là cái mùa hanh khô như thế này mà mình không sử dụng kem dưỡng da thì da của mình nó sẽ rất là khô, đặc biệt là ở những cái vùng mà hai bên má này này, nó sẽ rất là khô vì da của Tâm là da hỗn hợp. Và bây giờ phần lớn mọi người là da hỗn hợp, bởi vì dưới cái tác động của môi trường như nhau thì sẽ ảnh hưởng đến cái da của mình ý. Thì da hỗn hợp của mình nó sẽ rất là giàu ở vùng chữ T này, nhưng mà ở hai bên má này thì nó cực kỳ là khô. Và cái mùa hanh khô mà mình không bôi đủ dưỡng thì mặt của mình nó sẽ bị nẻ và chóc rất là nhiều. Như là đợt đi Trung Quốc vừa rồi, Tâm sang Trung Quốc thì nó lạnh hơn so với cả Việt Nam. Tức là khi mà lên núi nhá, lên trên đỉnh núi thì nó lạnh. Còn khi mà nó lạnh và lúc mà có nắng ấy, thì nó lại nắng và lạnh đan xen với nhau thì sẽ rất dễ làm cho làn da của mình bị nẻ. Thì khi mà Tâm đi ở Trung Quốc về thì da của Tâm nó bị khô hết cả chỗ này. Đấy, thì nếu mà mình không có một cái lớp kem dưỡng bảo vệ đủ ẩm thì cái da của mình nó sẽ khô, và khô thì sẽ làm cho cái bề mặt da của mình nó dễ bị tác động bởi cái yếu tố bên ngoài như là ánh nắng, bụi, khói và ô nhiễm, thì làn da của mình nó sẽ bị yếu hơn và nó sẽ dễ bị nhăn nheo hơn, nhanh lão hóa hơn và sẽ già nhanh hơn. Thế nên là chị em mình chắc chắn là ở trong túi của mình phải có tối thiểu là sữa rửa mặt, tẩy trang này, kem dưỡng này và kem chống nắng. Đấy là tối thiểu bốn cái thứ mà mình cần phải có để làm cho làn da của mình được sạch, cung cấp ẩm cho làn da của mình, bảo vệ làn da của mình khỏi tác động của môi trường. Thì nếu mà chị em mình mà hiện tại chưa có một cái sản phẩm dưỡng da nào thì Tâm khuyến khích mọi người sử dụng face serum này, bởi vì face serum này dùng rất là lành, nó rất là lành mọi người ạ. Nó thành phần rất là lành, thành phần của nó có gì? Là thành phần có lô hội này, nhân sâm này, collagen này, thì nó rất là lành mà nó lại được nghiên cứu về sản xuất ở trong Viện Hàn Lâm luôn. Tâm rất là tin dùng. Hiện tại thì Tâm và chồng đang dùng sản phẩm này, mặc dù là da của hai đứa đều là da nhạy cảm và là da hỗn hợp. Không sử dụng được một cái sản phẩm gì mà gọi là cái sản phẩm tẩy trắng da, vì da của Tâm rất là mỏng. Chỉ cần sử dụng các cái sản phẩm mà có chứa các thành phần làm trắng thôi là da của Tâm nó hồng, ửng hồng lên và đỏ như kiểu là bị dị ứng luôn. Tâm không dùng được những cái loại đấy, nhưng mà dùng cái loại này thì rất là lành. Mình dùng xong mình cảm giác như là nó có một cái lớp 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 gọi là lớp gì nhỉ, tạo thành một cái lớp màng bảo vệ đấy. Thì cái lớp màng đấy nó đã ngăn ngừa các cái tác động của môi trường rồi, mình bôi thêm một lớp kem dưỡng nữa để làm ẩm cái làn da của mình bôi thêm một cái lớp kem chống nắng để chống lại các cái tia làm sạm cái da của mình đi, thì đấy mình mới bảo vệ được cái làn da của mình toàn diện. Và ngày hôm nay mọi người đặt hàng sớm cái face serum này thì nếu đặt từ hai lọ face serum này thì Tâm sẽ có một phần quà vô cùng đặc biệt cho mọi người, bởi vì mọi người chị em hay comment hay inbox cho Tâm rằng là mình có quá nhiều mụn đầu đen. Vậy thì làm sao để mình có thể loại bỏ mụn đầu đen? Mụn đầu đen mọi người nhớ nhất là mụn đầu đen thì sẽ tái đi tái lại, bởi vì Tâm đã sử dụng trước đây thì Tâm có dùng cái phương pháp là lột mụn rồi này, rồi nặn rồi này, rồi dùng các cái loại để trị mụn rồi, nhưng mà mụn đầu đen nó sẽ vẫn tái đi tái lại. Thế nên là mình xác định là mình sẽ sống chung với cả mụn đầu đen. Nhưng làm sao để sống chung cho hòa thuận
thì mình cần chú ý này, mụn đầu đen thì mình chắc chắn là mình sẽ phải cần lấy nó ra, bởi vì là nó không thể tự ra được. Nếu mình để mụn đầu đen quá lâu ở trên mũi thì nó sẽ viêm và nó sưng lên thành mụn mủ. Thì hôm trước để mà có thể sử dụng cái loại serum này không thôi, không nặn mụn, mình bôi lên mũi để xem là cái mụn đầu đen này nó có hết hay không, thì thật sự là nó không hết được. Và sau khi để một thời gian thì Tâm thấy là ở mũi của Tâm nó bắt đầu nó lên các cái nốt mụn bị sưng, và lúc đấy thì Tâm sợ quá thì Tâm đã phải nặn các cái mụn đầu đen đấy ra. Và món quà tặng, quay trở lại món quà tặng khi mua từ hai sản phẩm facial này, thì Tâm sẽ tặng cho mọi người cái tinh dầu để mình có thể xông mặt, giúp cho cái lỗ chân lông của mình mở rộng nhất có thể để đưa các cái nốt mụn đầu đen ra ngoài. Thì Tâm sẽ tặng mọi người một lọ tinh dầu xả xanh để cho mọi người xông mặt để loại bỏ được các cái mụn đầu đen. Thì mọi người nhớ này, đặt luôn hai cái sản phẩm face serum ngày hôm nay thì Tâm sẽ có quà tặng là một lọ xả xanh dành cho mọi người nhé. Và chúc cho chị em mình sẽ lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời, và đặt hàng sớm hôm nay để nhận được quà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.